Hoan hỷ chào mừng quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị một năm mới đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri cảnh báo, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đại hạn vỡ nợ, tiền bạc đội nón ra đi, chỉ vì 4 tháng xui xẻo đen đủi này, xem ngay để tránh thất thoát tài lộc, đón thời giàu sang, hưng vượng. Đời là cõi tạm trần gian, đạo là bến giác từ quang nhiệm màu, đời là tạo sóng ba đảo, đạo là hỷ xả giạt rào từ bi, đời là oan trái thị phi, đạo là chân lý bất di bất rời, đời là bể khổ tơi bời, đạo là bát nhã thuyền rời bến mê, đời là bình phẩm khen chê, đạo là khiêm tốn chẳng hề lợi danh, đời là tranh chấp phân tranh, đạo là thanh tịnh thiện hành tu tâm, đời là thế sự oái oăm, đạo là chánh pháp thậm thâm diệu kỳ, đạo đời hai chữ khắc ghi, dung hòa hợp lại còn gì lành thay, tốt đời đẹp đạo dựng xây, thường lạc ngã tịnh chắp tay Di Đà. Quý vị thân mến, trời sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, sinh ra mỗi người mỗi số mệnh, có người được giàu sang ngay từ khi mới lọt lòng, có người lại sống trong cảnh nghèo khổ, lo cơm ăn từng bữa, lo từng đồng để trả nợ, nhưng cuộc sống có phải cứ mãi an bài như vậy thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì có phải không ạ? Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, ngày hôm nay giàu có không có nghĩa là về mai sau mãi mãi sẽ như vậy. Bước sang năm 2024, vận trình của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được dự báo có nhiều may mắn và thuận lợi, nhưng bên cạnh đó, cô bác cũng sẽ có những ảnh hưởng bất thường từ hung vận bất ngờ ập tới. Nếu không chú ý vận trình của mình trong 4 tháng đại hạn này thì có thể rơi vào cảnh lao đao, túng thiếu, có người còn đối diện với cảnh vỡ nợ, trắng tay, tang tóc, bi thương. Vậy cụ thể 4 tháng đại hạn đó là những tháng nào và những điều mà cô bác cần chú ý là gì? Và làm thế nào để hóa giải vận xui đen đủi này? Tất cả sẽ được luận giải chi tiết trong video của Minh Đường Tử Vi ngay dưới đây. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và cô bác đừng quên ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh miễn phí và ấn vào tín hiệu chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất từ kênh Minh Đường Tử Vi. Đồng thời cô bác nhớ hoan hỷ, chia sẻ với những người bạn thân của mình để cùng nhau tìm hiểu những thông tin bổ ích của Minh Đường Tử Vi nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị và quý cô bác cùng đi tìm hiểu nội dung chính video ngày hôm nay và cô bác nhớ chú ý thật kỹ video để không đánh mất những gì mình đang có trong tay. Video ngày hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đặc trưng tính cách làm nên một Đinh Mùi thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Thứ hai, tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024 đầy đủ trên các phương diện của cuộc sống. Thứ ba, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp phải những tháng xui xẻo nào trong năm Giáp Thìn, làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về. Và đâu là tháng tốt của Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn để phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Thứ bốn, ngũ hành tương sinh tương hợp trong phong thủy cho người tuổi Đinh Mùi. Thứ năm, nhân sinh cảm ngộ và những bài học cuộc sống, lời Phật dạy về cuộc sống giúp bạn vượt qua khó khăn để có một cuộc đời bình an. Xin mời quý cô bác cùng chú ý theo dõi nhé. Giới tiên tri cảnh báo tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đại hạn vỡ nợ, tiền bạc không cánh mà bay, chỉ vì 4 tháng xui xẻo đen đủi này, xem ngay để tránh thất thoát tài lộc, đón thời giàu sang hưng vượng. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Đinh Mùi thân mến, trước khi bước vào cái đoạn chuyển đầy chông gai ở phía trước, nói nôm na một tháng tốt để tích sức tích lực tích tinh thần, cho cơ thể được khỏe mạnh, cho tinh thần được bình lặng, trước khi lao vào một cuộc chiến lớn, chung kết ở 2024 cho những gì mà Đinh Mùi theo đuổi. Nghe thế, chắc nhiều Đinh Mùi sẽ chán lắm. Ủa vậy là sao? Một tháng tốt để rồi sau đó lại một đoạn vất vả ngược xuôi.
Nhưng biết làm sao được, sự vất vả này do Đinh Mùi chọn mà. Do Đinh Mùi không muốn đồng hóa, do Đinh Mùi muốn đi theo bản tâm, tuân theo bản tính, làm theo bản năng, tròn trịa bản ngã, nên Đinh Mùi mới lựa chọn đường đi, trắc trở như bây giờ. Được cái, tuy khó nhưng mà đã, tuy vất nhưng mà thoải mái, tuy ngược xuôi nhưng không bị kìm tâm kẹp tính, giờ chỉ còn cần có thêm kết quả, đạt thêm thành tựu, vậy là đủ thỏa mãn cái sự hư vinh trong tâm tình cho những kẻ từng nghi ngờ mình trợn mắt lên mà thấy. Thay vì lo xa, sự cái đoạn gian nan 2024 trước mắt thì cứ nhìn gần, hưởng cái đoạn thuận lợi ở thời điểm tháng 12 âm là một Đinh Mùi sẽ luôn thật nhiều cô độc. Từng nói họ là những kẻ có thể khiêu vũ với cái bóng của chính mình mà vẫn thật sự vui, có thể trò chuyện, đấu lý phản biện với chính tiếng nói nội tâm của mình mà vẫn thật sự thú. Nên sự cô độc này với Đinh Mùi nó không phải là khổ, nó chỉ đơn giản là ta thích một mình một cõi. Yên lặng trong cái thế gian đầy bon chen ngược xuôi này, vậy một Đinh Mùi sẽ lập dị và chẳng có bạn bè ư, lại sai nhiều lắm. Là một Đinh Mùi sẽ chẳng thiếu quan hệ, cũng chẳng thiếu người muốn thân quen. Sự cô độc của Đinh Mùi nó khác với thế giới. Nếu tất cả mọi người nghĩ rằng cô độc tức là không có một ai, thì với Đinh Mùi, cô độc, cô đơn hay đơn độc, đơn giản là thế giới 8 tỷ người, có thể quen thật nhiều, có thể biết thật lắm, nhưng sẽ không thật sự ai có được Đinh Mùi này. Cái suy nghĩ này nó rất loằng ngoằng và tôi nghĩ chắc chỉ Đinh Mùi mới hiểu được. Tôi cô độc không phải vì tôi không có một ai. Tôi cô độc vì không ai có được tôi, không ai thấu được tôi, không ai kết nối được với cái bản thể bên trong tôi, chỉ có vậy. Nhắc lại một chút cho Đinh Mùi nhớ, họ từng có khả năng tự chơi, tự sinh tự diệt, cao đến mức nào. Tuy cuộc đời lắm gian truân, thỉnh thoảng bản tâm ta phải mòn đi mà thỏa hiệp, phải chạy theo những thứ như sự nghiệp, tiền tài, gia đình hay con cái nọ kia. Nhưng cái chất đơn độc không thể đồng hóa của Đinh Mùi sẽ không bao giờ thay đổi. Đường đời bạn khó là do bạn không chọn sự dễ. Cuộc sống bạn vất là do bạn chọn nhầm rồi lại sẵn sàng chọn lại. Nên cái thời vận tuy có ảnh hưởng, nhưng thực tế nó vẫn nằm trong sự tính toán, thuộc về sự cân đối, lựa chọn của bạn mà thôi. Và điều cuối cùng, nếu bạn là một người đam mê cổ tích, từng nghiên cứu về các câu chuyện về việc khai thiên lập địa, tức mở mang trời đất, bạn sẽ biết, trước khi có đất trời, trước khi sinh vạn vật, mọi thứ thường chìm trong u ám, trong cõi u minh mù mịt, không có gì đáng để lưu tâm. Khi cuộc đời của bạn ngày một nát, hoặc đường bạn đi ngày một tối, cảnh bạn sống ngày một trắc trở, cũng là lúc sự chuyển mình, sự thay đổi, thời khắc đổi cảnh đang cận kề lắm thay. Mong bạn luôn nhớ về việc bạn là ai, tôi cô độc vì thế giới không ai hiểu được tôi, chứ không hẳn vì tôi không có ai để chia sẻ. Và vì không ai hiểu nên cứ tập trung cạm cụi mà làm, lâm lì mà bước, để thời gian trả lời tất cả, thành quả thể hiện con người. Quả đúng là như vậy, trời sinh người tuổi Đinh Mùi thường nhận được những điều may mắn vì bản chất lương thiện và trái tim nhân hậu của họ. Họ đa phần là những người lãng mạn nên rất cần một đối tác sẵn sàng lắng nghe và có sự kiên nhẫn với tính khí thất thường của mình. Họ không kiên định và khá tự ti. Tuổi Đinh Mùi cần những người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy. Họ biết tận dụng thời gian và biết quan tâm chú ý tới mọi người xung quanh mình. Trong công việc, con giáp này rất chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu sáng tạo, song cũng có dã tâm lớn. Đinh Mùi 1967 sống thành thực, có lòng chính nghĩa và có sự đồng cảm, thích đi du lịch đó đây, đặc biệt có phong cảnh sơn thủy hữu tình rất hấp dẫn họ. Đa phần người tuổi Đinh Mùi có phong cách nho nhã, thích hài hòa với hoàn cảnh, có lòng khát khao gia nhập các đoàn thể, số đông có nội tâm kiên định, khẳng khái và tràn ngập một tình yêu sâu sắc với những gì bản thân hứng thú. Tuổi Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do can đinh hỏa ghép với chi mùi thổ, hỏa sinh nhập thổ bằng can sinh chi, tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ thì sinh vào giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc của dòng họ, sinh vào hai mùa thu và mùa đông là thuận mùa sinh. Là can hành hỏa mang lại cho Đinh Mùi tính cách can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng, họ biết cách để các ưu điểm và che giấu được điểm, không giống như những tuổi mùi còn lại. Con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến Đinh Mùi năng động và mạnh bạo hơn. Họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi mùi. Đinh Mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát và các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh. Bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối, bản chất hào phóng và sốt sắng, tuổi Đinh Mùi sẽ dốc lòng giúp sức bạn. Đặc biệt khi xét về thiên can Đinh Mùi, ta sẽ chỉ thấy can Đinh âm hỏa, gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn, nên tiềm năng một nền tảng phúc đức rất dày.
nên con giáp này cuộc đời có nhiều may mắn, nhưng cũng phải biết tích đức để gia tăng thêm nhiều phúc báo, thọ mệnh cũng được lâu dài. Cuộc đời có thăng có trầm, trong cuộc sống được Phật A-di-đà Như Lai hộ mệnh, ma lợi tử ban phúc, nên có nhiều may mắn và được hưởng nhiều việc tốt bất ngờ. Nữ Đinh Mùi thì vất vả hơn nam Đinh Mùi, ngay từ tấm bé, Đinh Mùi đã phải trải qua vô vàn khó khăn, đến độ tuổi trung vận, mọi sự có phần yên bình hơn. Nhưng cũng không tránh khỏi phần lao đao vất vả, chỉ đến khi Đinh Mùi bước sang tuổi hậu vận thì mọi sự mới tiến triển tốt đẹp, được hưởng lộc lá an nhàn. Số hưởng thọ trung bình từ 75 tới 89 tuổi, nếu làm phước, ăn ở hiền lành thì được tăng niên kỷ. Tuổi Đinh Mùi có thể chất khá tốt, không phải là hạng dễ ốm đau bệnh tật, tuy nhiên lại thường bị tổn thương về sức khỏe tinh thần, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm tập luyện để tăng cường sức đề kháng. Tuổi Đinh Mùi tuy không thích tranh đấu, đấu đá, nhưng lại có tài làm quản lý lãnh đạo, được lòng cấp dưới, thuận lòng cấp trên, ấy vậy đôi khi bản tính nhạy cảm hay mềm lòng, lại thường do dự, đã khiến tuổi này gặp phải không ít khó khăn trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bản mệnh. Gia đạo của người tuổi Đinh Mùi hưởng được đầy đủ và tốt đẹp, vào thời còn nhỏ, công danh có ngân hàng nhiều triển vọng, sang đến thời trung vận trở đi, thì công danh rất vững vàng, bạn có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ, sự nghiệp cũng vững chắc từ tuổi 40 trở lên và từ đó về sau. Bạn yên tâm sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa, về vấn đề tiền bạc cũng được tạo ra dễ dàng và bắt đầu hưởng được những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tiếp bước cát khí còn lại của tử vi tuổi Đinh Mùi 2023, năm 2024 này hứa hẹn cũng là một năm nhiều may mắn đối với đương số khi được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể, ngay từ những ngày đầu năm, bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, để nhận biết đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc, cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển, hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, điều đó giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay, thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí là làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung thêm vào mục tiêu của mình để có thể nắm chắc kiến thức phát huy hết khả năng mình có. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh sẽ vướng phải tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng về thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hội và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Đinh Mùi trở nên cực kỳ hanh thông trong năm Giáp Thìn này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, vẫn giành được lợi thế, tiền kiếm về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn xa một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả một tập thể. Tất nhiên trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình, bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở và chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Tử vi năm 2024 Giáp Thìn dự đoán, con giáp tuổi Đinh Mùi nhận được nhiều tin vui từ phương diện tình cảm vào năm nay, bản mệnh cùng nửa kia vẫn duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi được giảm đi đáng kể, hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Bạn vô cùng tự hào về gia đình của mình,
Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho tuổi Đinh Mùi bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, nên dù có bận rộn tới mấy, cũng không tới mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể, giúp sức cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc, khiến bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn, nên bạn có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, bản mệnh cũng nên chú ý tới việc rèn luyện thân thể, hãy lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn, mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được rộng mở. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Đinh Mùi sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn khi nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh kỷ tỵ. Tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi lại không được tốt như mong đợi. Tháng này có thiên can kỷ thổ là thiên ấn tương khắc thiên can Giáp Mộc là thiên tài. Đồng thời bố cục thìn thổ và tỵ hỏa tương sinh và tương sinh cho cùng mạng mùi thổ, được sự che chở từ chính vận năm và vận tháng, bản mệnh cũng có trí tuệ và xử lý ngộ ưu việt, làm việc thông minh sảng khoái dễ dàng. Tuy nhiên bởi hỏa khí vượng khắc chế thủy, khiến bản mạng tiêu hao năng lượng khá nhiều, song trong mọi việc cần lưu ý không nên quá vất vả, lao lực. Lại thêm vận tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi khó tránh, chỉ còn cách bớt lo chuyện bao đồng, không kết bè kết phái và bỏ ngoài tai mọi định kiến, thì bạn sẽ sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Tình hình sức khỏe vẫn đảm bảo, thể trạng tốt, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng, công việc áp lực khiến tinh thần dễ u uất. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình để cân bằng lại trạng thái tâm lý. Nhìn chung trong tháng 4 âm lịch này, không nên có những tính toán hoặc thay đổi mở mang thêm trong công việc kinh doanh làm ăn, nên duy trì công việc hiện tại về chủ chốt sẽ tốt hơn nhiều. Hướng vượng là hướng Tây và Đông Nam, màu sắc may mắn là màu trắng và màu hồng. Tháng 5 âm lịch, nguyệt lệnh canh ngọ. Tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi Mùi có bố cục kiếp tài tương hợp thiên tài, đồng thời nguyệt lệnh ngọ hỏa tương phá thái tuế thìn thổ và tương hợp với bản mệnh Đinh Mùi. Đây được coi là cục diện thiếu may mắn dành cho những bạn trong tháng canh ngọ này. Vận trình công việc của người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu trì trệ, mưu sự khá vất vả, nếu không tập trung đẩy nhanh tiến độ, uy tín sẽ bị giảm, bị cấp trên đánh giá thấp, công việc quan trọng có thể bị giao cho người khác. Sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh ám chỉ tiểu nhân đeo bám, khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi, hành sự bất cẩn hay nóng vội đều cho ra kết quả cuối cùng là thất bại. May mắn bản mệnh được quý nhân trợ giúp, lại có tả phù và hữu bật phò tá, tiến hành công việc trước khó khăn sau thuận lợi. Bên cạnh tiểu nhân cũng có quý nhân giúp đỡ, có điều thành hay bại lại phụ thuộc phần lớn vào sự quyết tâm và nỗ lực của bạn. Vận trình tài lộc duy trì ở mức bình ổn, không tăng mạnh mà cũng không sụt giảm quá nhiều. Người làm công ăn lương chủ yếu trông chờ vào nguồn thu nhập chính. Các thu nhập phụ ngoài luồng hầu như không có, hoặc nếu có thì đều rất ít, nên tập trung vào chính vẫn hơn, có tiền rảnh rỗi cũng không nên khoe khoang. Hay tùy tiện cho người khác vay mượn, tuổi Đinh Mùi vốn chân thành và hay nghĩ tới điểm tốt của người khác, nên dễ bị lừa gạt. Ngoài ra đây còn là tháng chủ về chuyện buồn đưa tới, đời sống hôn nhân của bản mệnh vốn đã có trục trặc từ trước đó. Tháng này sự xung đột thành mâu thuẫn sẽ lên tới đỉnh điểm, không khéo léo hòa giải có thể sẽ phải chia tay. Hơn thế trong tháng có hung tinh mang theo điềm báo, các mối quan hệ nhiều và phức tạp, nhất là quan hệ trai gái. Nếu không nghiêm túc cẩn thận giữ mình, tuổi Đinh Mùi rất dễ lạc lối đánh mất hạnh phúc gia đình. Hướng vượng là hướng Nam và Đông Nam, màu sắc may mắn là màu hồng và màu vàng. Tháng 6 âm lịch, nguyệt lệnh Tân Mùi. Tử vi tháng 6 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi có tỷ kiên khắc chế thiên tài, theo đó nguyệt lệnh và thái tuế bán hợp mộc cục, đồng thời bản mạng tương hình với nguyệt lệnh, ngũ ý vận trình bất cát, quan hệ giữa cha mẹ về đương số dễ có mâu thuẫn, nên quan tâm tới sức khỏe của cha mẹ mình hơn. Nam mạng Đinh Mùi dễ vì tiểu sắc mà sinh sóng gió, sự nghiệp vì vậy mà đại bại, kinh tế vì thế cũng gặp khó khăn, tháng không có cát tinh nâng đỡ, lại bị thái tuế gây áp lực, tài lộc của bản mệnh duy trì ở mức ổn định là tốt. Không cưỡng cầu phát tài phát lộc, cẩn thận trong khâu quản lý tiền bạc, nhất là tiền bạc thuộc về của công, kẻo khi xảy ra sự cố phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Đời sống tình cảm của tuổi Đinh Mùi biến hóa khôn lường, lúc thì hạnh phúc ngập tràn, khi lại thể trạng bất ổn. Cần tăng cường bồi bổ cơ thể và rèn luyện thể thao,
nhất là dân văn phòng thường phải ngồi lâu, ít vận động, các nguy cơ về xương khớp, cột sống, tim mạch tăng cao. Hướng vượng là hướng đông và đông bắc, màu may mắn là màu xanh lục. Tháng 12 âm lịch, nguyệt lệnh Đinh Sửu. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Mùi chủ về thiên quan tương sinh thiên tài, theo đó địa chi Sửu thổ tương khắc địa chi năm là Thìn thổ, bản mạng và nguyệt lệnh còn tương xung. Đây lại là một tháng không thuận lợi dành cho bạn, phương diện sự nghiệp không có những biến chuyển tích cực, thậm chí nếu bạn có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian cuối năm này đã là may mắn lắm rồi. Cục diện Sửu Mùi gây tương xung, tạo ra những tác động lớn, khiến bạn sẽ gặp phải những tranh chấp, thị phi, thậm chí là mang tiếng xấu, cái tôi cá nhân quá mạnh, khiến bạn nảy sinh sự chủ quan và kiêu ngạo, coi mình là nhất, người có chức có quyền lộng hành, nhưng dễ vướng vào kiện cáo, tổn thất danh dự và tiền bạc. May mắn là tài vận trong tháng khá tốt, ngoài mức lương chính, bản mệnh còn nhận thêm khoản tiền hoa hồng, khoản tiền cuối năm, nhìn chung chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Tuy nhiên thời điểm này, bản mệnh nên hạn chế đầu tư kinh doanh, tốt nhất là nên phát triển theo hướng chậm mà chắc, không nên vội vàng chạy theo xu thế của thị trường. Chịu tác động lớn của cục diện tương xung, tình cảm cũng khó có được những bước phát triển đáng mừng. Người đã lập gia đình cần phải biết quan tâm, chăm sóc các thành viên trong nhà nhiều hơn. Dù con cái hay nửa kia có mang lại cho bạn nhiều áp lực, bạn cũng cần phải chú ý giữ mình, tránh nặng lời hay có những hành động sai trái, khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hướng vượng là hướng đông nam và hướng tây, màu sắc may mắn là màu hồng, màu đỏ và màu trắng. Quý vị thân mến, ngoài những tháng xui xẻo kể trên, thì tuổi Đinh Mùi cũng sẽ có những cơ hội làm giàu trong năm Giáp Thìn. Xem tháng phát tài của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 dưới đây nhé. Tháng 3 âm lịch, nguyệt lệnh Mậu Thìn. Tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi chủ về chính ấn tương khắc thiên tài, ngũ ý vận trình đại cát. Tuy địa chi tháng là Thìn thổ đồng cung gọi là kiếp tài hung tinh bị giam hãm, nên bạn may mắn thoát được khó khăn, nhưng cuộc sống bạn làm việc rất lý trí. Không để cảm xúc của người khác ảnh hưởng tới quyết định của mình, đồng thời ra ngoài làm việc thì được quý nhân giúp đỡ, quan hệ gia đình hòa thuận, hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt trong tháng này, người tuổi Đinh Mùi cũng được quý nhân hỗ trợ, cũng như sẽ có những chuyển biến mới trong công việc. Người tuổi Đinh Mùi làm công ăn lương gặp được nhiều cơ hội phát triển bản thân, thăng quan tiến chức trong tháng 3 này. Bạn không nên từ chối những cơ hội đã xuất hiện trước mắt, có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song bạn sẽ gặt hái được nhiều trái ngọt trong tương lai. Về tài lộc, cả chính tài và thứ tài đều khá vượng, có thể đầu tư kinh doanh khởi nghiệp, một số bạn còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng. Đầu tháng là thời điểm tình hình kinh doanh thuận lợi nhất, nên dồn toàn bộ tâm trí để tiến hành, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận lý tưởng. Hướng vượng là hướng đông nam và tây nam, màu may mắn là màu vàng và màu trắng. Tháng 7 âm lịch, nguyệt lệnh Nhâm Thân. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi có thương quan tương sinh thiên tài, song nguyệt lệnh Thân Kim ám hợp Thái Tuế Thìn Thổ và Hồng Loan Đào Hoa Tinh xuất hiện. Đặc biệt, những yếu tố này dự báo vận trình tuổi Đinh Mùi tháng 7 âm lịch chủ cát, nhưng bản thân cần gia tăng phúc lộc nhiều hơn. Đặc biệt thương quan tương sinh thiên tài, chủ về vận khí sinh sôi khá lớn, đương số được bố cục tương hợp hỗ trợ, nên rất thông minh, cơ trí, bản mệnh cũng có tài ăn nói, là người giàu hoạt, có chủ đích nên dễ dàng chèo lái con thuyền tháng 7 của mình vượt qua mùa cô hồn. Nhìn chung đây là tháng người tuổi Đinh Mùi có nhiều cát tinh cao chiếu, tinh thần làm việc hăng hái quyết đoán, có thể đưa ra được những quyết định quan trọng nào đó, ảnh hưởng tới tương lai sau này. Vận quý nhân vượng, có khó khăn sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình, tài vận trên đà khởi sắc, tuy nhiên dấu hiệu chưa rõ ràng. Cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ thành công, thời điểm này có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh, viễn cảnh khả quan. Về sức khỏe, cần chú ý cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, đề phòng các bệnh về mắt và tiêu hóa, ngoài ra đi lại an toàn, tránh gặp những tai nạn bất ngờ. Hướng vượng là hướng Tây Nam và hướng Bắc, màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh Quý Dậu. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi có vận trình đại cát, được thực thần tăng phúc, tiền tài có nhiều lợi ích hơn, sự nghiệp thuận lợi, đương số còn có quý nhân hoặc nửa kia giúp đỡ nên quan vận hanh thông, ngoài ra nhờ được hưởng những âm phúc từ tổ tiên ban cho, nên người tuổi này trong tháng 8 âm lịch có nhiều vận may đưa tới, cho dù có khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Hướng vượng là hướng Tây và Đông Nam, màu may mắn là màu trắng và màu hồng. Tháng 9 âm lịch, nguyệt lệnh Giáp Tuất. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi chủ thiên tài và chính tài đồng vượng, theo đó nguyệt lệnh và bản mạng thì tương hình Mùi Tuất,
nguyệt lệnh và thái tuế tương hợp, ngũ ý vận trình tuổi Đinh Mùi đại cát đại lợi, mạnh nhất về mặt kinh doanh, làm ăn. Ngoài ra bản mệnh là người có sức sống dồi dào, có khả năng giao tiếp tốt, nên khi làm việc bạn rất tận dụng tốt những ưu điểm này, cộng thêm tính cách tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, cũng khiến vận quý nhân của bạn thăng hoa. Bạn có cơ hội làm việc trong môi trường yêu thích hoặc được làm công việc chuyên môn, hãy chủ động tìm kiếm thời gian thích hợp để thể hiện tài năng, khẳng định năng lực của bản thân, con đường thăng tiến phía trước sẽ ngày càng rộng mở. Về tài chính, có chính tài tiếp sức, tài vận khởi sắc, có lộc trời ban, kinh doanh buôn bán đều rất thuận lợi trong tháng 9 âm lịch này. Tuy nhiên luận vận hạn tuổi Đinh Mùi năm Giáp Thìn thì đây là tháng có sức khỏe có những chuyển biến chủ về bất lợi. Người tuổi Mùi cần cẩn thận kẻo dễ bị ốm đau, bệnh tật. Nếu bị ốm đau trong tháng này thì sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều và lâu khỏi bệnh. Hướng vượng là hướng Tây và hướng Đông, màu sắc may mắn là màu trắng và xanh lục. Tháng 10 âm lịch, nguyệt lệnh Ất Hợi. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi chủ về thiên tài đồng vượng thủy, đồng thời nguyệt lệnh tương sinh kiếp tài rất tốt, tức là tháng may mắn dành cho người tuổi Đinh Mùi. Đặc biệt thêm thiên tài tọa mệnh sẽ mang về cho bạn nhiều cơ hội làm ăn. Song bản mạng cũng là một người cơ trí và biết sử dụng thủ đoạn để mang lại nguồn lợi cho mình. Tháng 10 với những người tuổi Đinh Mùi có lộc về tiền bạc và đường ăn uống cũng có lợi, do đó tháng này thích hợp cho người tuổi Đinh Mùi triển khai các công việc làm ăn và kinh doanh. Hướng vượng là hướng Đông Nam và Đông Bắc, màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh. Tháng 11 âm lịch, nguyệt lệnh Bính Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi chủ về thiên can bản mệnh Bính tương sinh thiên can năm Thìn Thổ, theo đó địa chi tháng và thái tuế tương hại, cũng tương hại với bản mạng Đinh Mùi, nhìn chung đây là bố cục tài đến hại thân, ngũ ý vận trình vừa hung vừa cát, bản mệnh được người thân yêu quý giúp đỡ, mọi việc phát đạt, song đương số cũng là người có trách nhiệm rất cao, nên làm việc vô cùng tận tụy, những ưu điểm này vô tình mang tới họa thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt trên phương diện tiền bạc, chủ về hao tán nhiều trong tháng 11 âm lịch, bản mệnh nên cẩn thận trong công việc, cũng không được lợi sẽ gặp phải kẻ khác phá hoại. Hướng vượng là hướng Đông Nam và hướng Nam, màu sắc may mắn là màu đỏ và màu hồng. Vâng, thưa quý cô bác thân mến, người xưa có câu, trong nhà có người già như một báu vật, được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng, mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới. Ai trong cuộc đời cũng trải qua tuổi thanh xuân, dù đến khi già yếu, cả một thời tuổi trẻ chúng ta đã làm lụng, nuôi nấng dưỡng dục con cái nên người, rồi đến khi về già, chân tay yếu ớt, không làm được gì, phải trông chờ vào con cháu. Ai ai rồi cũng sẽ qua chu trình tuần hoàn như thế, người già rất cô đơn, họ rất sợ cái chết và cần lắm những lời hỏi thăm, những sự gần gũi quan tâm của con cháu. Bởi giờ đôi mắt đã mờ, đôi chân đã mỏi nên họ chỉ có thể quanh quẩn trong góc nhà mà không thể vùng vẫy bốn phương như thời son rỗi. Những người thân yêu như vợ hay chồng, cha mẹ, bè bạn cũng đã không ít người dần khuất xa nên niềm vui duy nhất còn lại của họ chính là con cháu. Người ta thường nói, người già hóa trẻ con thật đúng. Bởi khi tuổi tác đã cao, tâm trí cũng theo đó mà không còn sáng suốt, suốt ngày bầu bạn với góc nhà nên họ hay nghĩ lung tung, xoay quanh về những điều ấn tượng trong quá khứ. Và đôi lúc tự nói một mình, suốt ngày những việc không đâu vào đâu, họ cũng không thể nhanh nhẹn trong ăn uống hay tự vệ sinh cho chính mình, bệnh tật cũng nhiều hơn trước. Là phận làm con, đáng lẽ ra, khi cha mẹ già yếu cần bờ vai nương tựa của chúng ta, thì chúng ta phải làm tròn bổn phận ấy mới đúng. Bởi hãy nghĩ đến thời thơ bé, cha mẹ chăm chúng ta khôn lớn, có phải vất vả như chúng ta chăm sóc cha mẹ lúc về già, mà thật sự việc chăm sóc, dưỡng dục con trẻ nên người, còn tốn công sức, tiền bạc và thời gian hơn gấp nhiều lần so với sự phụng dưỡng cha mẹ già. Vậy mà, có những người con khi lớn lên chỉ quan tâm đến việc chăm lo gia đình của bản thân mà vô tình quên đi sự dưỡng dục của đấng sinh thành. Họ lại xem cha mẹ già của mình chính là gánh nặng, đối xử tàn nhẫn đến lạnh lùng. Điều ấy cũng đồng nghĩa như họ đã đánh mất báu vật của chính mình. Họa cũng theo đó mà kéo tới, bởi trời xanh có mắt, sống ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Người xưa có câu, 40 xem mặt, 50 xem tâm, 60 xem mệnh, hiểu rõ hậu vận bạn sẽ an yên. 40 xem mặt chính là nói nhìn vào diện mạo của bạn, từ đó cũng có thể thấy được phần nào tinh thần, nội tâm của bạn từ khi sinh ra cho đến khi 40 tuổi. Một người đều đã trải qua quá trình trưởng thành, có kinh nghiệm phát triển, học tập, kết hôn, kinh doanh hoặc sự nghiệp. Sự tôi luyện sâu sắc và lâu dài này sẽ giúp chúng ta thành tựu việc tu dưỡng nội tâm của mình. Việc tu dưỡng nội tâm này cuối cùng sẽ được phản ánh bởi diện mạo của chúng ta.
Tổng thống Lincoln từng nói, trước 40 tuổi, gương mặt mỗi người là do cha mẹ quyết định. Sau 40 tuổi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho gương mặt của mình. Sau 40 tuổi, vẻ ngoài của bạn chính là thứ bạn mang lại cho cuộc đời. Con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa, thánh thiện. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm. Bất kể phúc báo nào đều là có nguyên nhân, cho nên dung mạo xinh đẹp cũng là có nguyên nhân từ tâm. Tâm tình tốt hay xấu đều sẽ thể hiện hết ra ở khuôn mặt. Coco Chanel từng nói, khuôn mặt tuổi 20 trời sinh, khuôn mặt 30 do cuộc sống khắc ghi, nhưng khuôn mặt tuổi 40 là do chính bạn lựa chọn. 50 xem tâm, chính là xem tâm tính. Tâm thái của một người, tâm tính của một người đại biểu cho thái độ của họ đối với thế giới. Đồng thời nó cũng cho thấy đích đến tương lai của người đó. Những người trên 50 tuổi, tâm tính thế nào sẽ có quãng đời còn lại tương ứng. Thời xưa, một vị tú tài đến Bắc Kinh để dự thi và ở lại một khách điếm vào ban đêm. Đêm đó anh có hai giấc mơ. Một là trồng lúa trên tường, hai là mặc áo tơi và cầm ô đi dạo trong ngày mưa. Buổi sáng thức dậy, anh ra phố tìm thầy bói để giải mộng. Sau khi nghe điều này, thấy bói đã lắc đầu hết lần này đến lần khác, thuyết phục anh ta về nhà thay vì đến Bắc Kinh dự thi. Thấy vị tú tài hoảng sợ, thầy bói nói, trồng lúa trên tường chẳng phải là bất khả thi sao, mặc áo mưa và che ô vào ngày mưa chẳng phải là thừa sao. Sau khi nghe đối phương giải thích, trong lòng vị tú tài trùng xuống, chán nản trở về khách sạn. Ông chủ khách thấy vị tú tài thu dọn hành lý thì cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi, sắp thi rồi, sao cậu lại muốn về? Vị tú tài nói với ông chủ về việc giải thích giấc mơ của thầy bói, nhưng không ngờ người chủ cửa hàng rất vui mừng và nói, đó là một dấu hiệu của đại cát đại lợi, tại sao cậu lại rời đi? Trồng lúa trên tường tức là cao trung, mặc áo tơi cầm ô đi trời mưa chứng tỏ bạn đã chuẩn bị chu đáo, thế mới gọi là chuẩn bị. Đây là điểm thú vị của chữ tượng hình. Bỏ lúa trong chữ trồng sẽ được chữ trung và trên tường có nghĩa là ở trên cao, cụm trồng lúa trên tường tức là cao trung. Trong tiếng Hán nghĩa là chỉ việc học lên tới cấp độ cao. Sau khi nghe ông chủ cửa hàng giải thích, cái cau mày của vị tú tài giãn ra, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Kỳ thực trên thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, điều quan trọng là tâm thái của bạn thế nào thì bạn sẽ nhận được câu trả lời như thế nào. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, Úc Đạt Phu có một câu thơ thế này, sinh tử trung niên lưỡng bất kham, sinh phi dung dị tử phi cam. Đại ý muốn nói rằng, ở tuổi trung niên việc sống việc chết đều khó khăn, sống không dễ, chết không cam lòng. Khi con người bước qua tuổi 50, mọi nỗi lo lắng bồn chồn trở nên thường trực, họ bắt đầu sợ hãi già đi, nhưng thực chất lão hóa là quá trình chuyển đổi tự nhiên từ đầu đến cuối chuỗi đời người. Vì thế, thay vì lo lắng về kết quả cuối cùng, tốt hơn hết là bạn nên bình tĩnh và sống nghiêm túc từng khoảnh khắc. Nếu bạn mỉm cười, thế giới cũng sẽ mỉm cười với bạn và may mắn sẽ đến mà không cần mời. Ban Giác có câu, trong dông bão của cuộc đời, chúng ta thường học hỏi những vị thuyền trưởng vứt bỏ những hàng hóa nặng nề dưới cơn bão để giảm trọng lượng của con tàu. 60 xem mệnh, tức là nhìn thấu nhân sinh. Ai đó đã nói rằng, cuộc sống của một người đều có một số năm nhất định để trải nghiệm. Ông trời đã an bài số mệnh của chúng ta rồi, ở tuổi 60, càng lý giải được câu nói này sâu sắc hơn. 60 tuổi, người ta đã nhìn thấu nhân sinh, cũng nhìn thấu danh lợi. Khi còn trẻ, chúng ta liều lĩnh theo đuổi danh vọng, quyền lực và địa vị, và có thể mọi thứ chúng ta cầu xin đều thành hiện thực. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng, trước thời gian, những thứ đó chỉ là bọt nước, là giấc mộng hão huyền, thân thể khỏe mạnh, không bị bệnh tật, không có tai ương đã là một đại phúc khí. Ở tuổi 60, chúng ta nên bắt đầu tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Khi còn trẻ chúng ta đã dành nửa cuộc đời để lo lắng cho con cái và làm việc chăm chỉ cho gia đình. Cuối cùng hãy dung dị bước chân trầm trầm vãng lai, đừng nhúng tay vào việc nhà của con cái quá nhiều. Hãy nhớ một câu, con cháu có phúc riêng, đừng làm trâu ngựa cho con cháu. Ở tuổi 60, hãy học cách hài lòng với bản thân và sống nốt quãng đời còn lại. Một người đến 60 là đã vượt qua vận mệnh của mình. Ở độ tuổi này hãy duy trì một thái độ lạc quan, hãy để bản thân mình được nhàn nhã và vui vẻ hơn và tận hưởng hạnh phúc gia đình của con cháu. Chúc bạn sống một cuộc đời minh bạch và an lạc ở tuổi 60 và thực sự thấy rõ ý nghĩa của cuộc đời mình. Tuế nguyệt xoay vần, bốn mùa luôn thay đổi. Chớp mắt đã qua nửa đời người, tuy nhiên, người sống nghiêm túc, hà cớ chi phải sợ mình già, trên con đường già đi ấy, luôn sống hướng thiện, tu dưỡng thân tâm và tĩnh tại, không nghĩ về quá khứ, không sợ hãi tương lai, mỗi ngày sống tốt bằng cả trái tim là cách sống tốt nhất.
Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.